Đêm 23 tháng 4, 13 ngư dân Nghệ An trên tàu cá hỏng máy đã được tàu SIR411 cứu hộ và đưa về cảng Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa an toàn. Trước đó, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin tàu cá do ông Phạm Văn Dũng, quê huyện Quỳnh Lưu Nghệ An gặp sóng to gió lớn khiến tàu bị hỏng máy. Khu vực tàu cá gặp nạn cách đảo Hòn Ngư khoảng 90 hải lý về phía đông bắc. Trên tàu có 13 ngư dân. Thời điểm tàu gặp nạn thời tiết xấu, biển động mạnh, nước tràn vào khoang tàu. Trước tình huống khẩn cấp trên Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn hàng hải số hiệu SIR411 cứu nạn khẩn cấp. Sau hơn 10 giờ vượt sóng to gió lớn, tàu SIR411 đã phát hiện vị trí tàu cá bị nạn và đưa các ngư dân vào bờ an toàn.